chào quý vị, tôi là Hoàng Dung và rất vui khi ngày hôm nay Dung được trở thành nhân vật trải nghiệm tại dự án khu đô thị La Villa Green City. Sau khoảng 45 phút Dung di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến với thành phố Tân An, trong cung đường mà Dung đi thì không khí xung quanh khá là êm đềm, thành ra Dung cảm giác như là đoạn đường được rút ngắn lại khá là nhiều. Khu đô thị La Villa The Green City được biết đến như là một khu đô thị hiện hữu, được xây dựng theo tiêu chuẩn hiện đại tại thành phố Tân An và sở hữu vị trí đắc địa không phải là dự án nào cũng có được. Với hai mặt tiền đường là quốc lộ 1A và đường Hùng Vương nối dài, trong đó đường quốc lộ 1A là tuyến đường xuyên suốt Bắc Nam, giao thương thuận tiện, đặc biệt là với khu vực đồng bằng sông Cửu Long và khu vực Đông Nam Bộ. Ngoài ra thì dự án còn sở hữu 1.000 m2 mặt sông Vàm Cỏ Tây. Đây là một trong những yếu tố làm nên giá trị của dự án, bởi vì đây là trục giao thông đường thủy lớn nhất trong khu vực. Đồng thời nơi đây được xem là trái tim của dự án khi mà hội tụ vượng khí đến từ thiên nhiên và sở hữu biểu tượng cầu vàng cảnh quan Hưng Thịnh. Với quy mô là 22 hectare, các sản phẩm chính của La Villa Green City đó là biệt thự và nhà phố, với nhà một trệt, hai lầu, có sân trước và sân sau, mang đến một cái cảm giác trải nghiệm cực kỳ lý tưởng cho cư dân. Nằm đối diện với khu đô thị chính là trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh Long An, nơi tập trung của các cơ quan đầu não của tỉnh, cũng như là hạ tầng được xây dựng hiện đại, bài bản, đầy đủ, phục vụ tốt nhất đời sống của cư dân thành thị. Thành phố Tân An được xếp vào những thành phố trẻ năng động ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thành phố có tốc độ phát triển mạnh mẽ về kinh tế, đơn cử là từ việc được nâng cấp từ thị xã lên đô thị loại 3 vào năm 2009 và lên đô thị loại 2 vào năm 2020. Hiện nay thì thành phố Tân An đang trong quá trình phấn đấu để trở thành đô thị loại 1 vào năm 2025. Trước mục tiêu trên, bất động sản thành phố Tân An đang đón sóng đầu tư cũng như là nhu cầu về nhà ở mới. Trong đó, La Villa Green City chắc chắn sẽ trở thành nguồn cung tối ưu. Nhờ sở hữu vị trí đắt giá nên khu đô thị La Villa Green City được bao quanh bởi rất nhiều tiện ích ngoại khu như là trường học các cấp, hệ thống ngân hàng, siêu thị, trung tâm thương mại, sân vận động, khu vui chơi giải trí v.v. Duy chỉ có một điều mà thành phố Tân An đang thiếu, đó là những khu đô thị được quy hoạch một cách bài bản và xây dựng một cách khép kín giống như là La Villa Green City. Vậy thì bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng trải nghiệm không gian sống tại đây cùng với Dung nha. Lần đầu tiên Dung được trải nghiệm sân tennis và vì là lần đầu tiên cho nên là đường bóng của Dung đi không được đẹp lắm. Dung đang đứng ở trong một sân tennis của La Villa Green City và đây không phải là sân dành riêng cho cư dân tại khu đô thị mà còn dành cho tất cả mọi người ở thành phố Tân An nữa. Ví dụ như trong buổi chiều ngày hôm nay thì mọi người có thể thấy là có rất là nhiều các anh chị ở trong thành phố Tân An đến đây để có thể có được những hoạt động vui chơi, giải trí và thể thao giúp cho tinh thần và sức khỏe của mình trở nên khỏe khoắn hơn. Hồ bơi Olympic nằm trong tiện ích nội khu của La Villa Green City. Hoàng Dung được biết là mỗi căn ở đây có giá bán tầm từ 3,9 tỷ đồng. Thật ra Dung nghĩ đây là mức giá khá là phù hợp bởi vì thứ nhất là pháp lý rõ ràng, thứ hai là tiện ích nội và ngoại khu đầy đủ và đồng bộ, và thứ ba đó là được xây dựng rất là hoàn chỉnh. Nếu như mà ai muốn sở hữu đã có thể là dọn vào ở ngay và không cần phải chờ đợi gì cả. Điều đặc biệt là được phát triển bởi Trần Anh Group, đây là một đơn vị rất là uy tín ở trên thị trường hiện nay. Vậy thì nếu như mà ai muốn có một nơi an cư lý tưởng thì đây là một dự án đáng để cân nhắc. Không cần tốn quá nhiều thời gian để di chuyển, lại không tốn quá nhiều chi phí cho các hoạt động vui chơi giải trí, còn được hòa mình vào làn nước trong xanh, mát mẻ sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng, La Villa Green City xứng đáng là một nơi an cư, lý tưởng, chân thực và hoàn hảo nhất. Sau khi đã được trải nghiệm xong tiện ích nội khu của dự án La Villa Green City thì hiện tại Dung đang có mặt tại một căn nhà mẫu. Cảm giác đầu tiên khi Dung ở đây đó là thoải mái, tại vì có một cái khoảng sân rộng lên đến là 15 m2.
Ở đây thì gia chủ có thể trồng rất là nhiều cây, và khi mà mình đến đây, mình về nhà, mình cảm thấy khá là bình yên và dễ chịu. Với tốc độ phát triển nhanh chóng của các khu đô thị thì các thành phố lớn hiện nay ô nhiễm không khí khá là nặng nề, đặc biệt là ô nhiễm tiếng ồn nữa. Tuy nhiên, nếu như mà chúng ta có một căn nhà phố hay là một căn biệt thự ở thành phố Tân An, điển hình như là La Villa Green City, thì cảm giác sẽ nhẹ nhàng, bình yên và thư giãn hơn rất là nhiều. Hiện tại thì Dung đang ở trong căn nhà mẫu có diện tích là 5x15m và có những căn to hơn là 5x20m. Khi mà bước vào đây thì Dung cảm thấy không khí, không gian rất là thoáng đãng, tại vì diện tích sử dụng được tối ưu hóa, rộng rãi và nhìn căn nhà có chiều sâu. Ngoài ra thì ở phía đằng sau sẽ có một sân vườn nữa, rộng lên đến là 10m², mình có thể trồng rất là nhiều cây xanh để khiến cho không gian nhà của mình luôn luôn có sự trong lành và xanh mát. Khi sở hữu nhà thì gia chủ sẽ có hai sự lựa chọn. Một là mình sẽ sở hữu một căn hoàn thiện với những nội thất được thiết kế trọn vẹn như thế này, hoặc là chúng ta sẽ nhận nhà thô. Nhà thô thì gia chủ có thể là tự thiết kế nội thất theo phong cách riêng của chính bản thân mình. Căn nhà tại La Villa Green City được thiết kế là một trệt hai lầu, có sân trước và sân sau. Hiện tại Dung đang ở lầu 1. Lầu này thì diện tích sử dụng là 53,5m², không gian sinh hoạt chung là ở đây. Bên trong sẽ có một căn phòng ngủ master và một nhà vệ sinh. Ở lầu 2 thì diện tích sử dụng vẫn sẽ là 53,5m², nhưng mà ở lầu này sẽ có hai phòng ngủ, một căn phòng ngủ nhỏ ở khu vực bên này. Sẽ rất là phù hợp dành cho những gia đình nào mà có con nhỏ. Và đây là căn phòng to hơn ở lầu 2. Ở phòng này thì các bạn có thể thấy là xung quanh được thiết kế rất là nhiều gương, giúp cho mình có thể thấy căn phòng rộng rãi hơn. Đặc biệt là ở lầu 1 và lầu 2 cũng đều sẽ có ban công giúp đón ánh nắng mặt trời, và chiều hoặc là sáng mình có thể ngồi đây để chill, tận hưởng không khí trong lành cũng rất là tuyệt vời. Kiến là kiến cường lực, có thể giảm tiếng ồn một cách đáng kể. Thiết kế khung viền của cửa đó là nhôm Sifa cao cấp, ưu điểm đó là nhẹ và không bị reset theo thời gian. Ngoài ra trong căn phòng này đó là phần sơn, được sơn bằng sơn Chutun Deluxe. Với chất sơn này thì giúp cho căn phòng có thể chống thấm một cách tối đa. Hoàng hôn buông xuống cũng là lúc thành phố Tân An xuất hiện hàng trăm mặt trời tí hon, thắp sáng nên một thành phố lung linh ánh đèn, làm sáng nên những dãy phố, con đường hoa lệ. Các quán ăn buổi tối bắt đầu hoạt động tấp nập, những dòng người di chuyển chậm rãi hơn như để tận hưởng sau một ngày dài vất vả. Hôm nay thì Dung đã có nguyên một ngày trọn vẹn để trải nghiệm trở thành cư dân của La Villa Green City. Và Dung phát hiện ra ở đây có một vài cư dân đã dọn về ở rồi. Bây giờ thì Dung sẽ vào một căn nhà và hỏi xem cảm nhận của họ về La Villa Green City như thế nào nhé. Dạ, chào cả nhà. Chào em. Dạ, chào chị Thiện. Ồ, nhà mình đang có ăn hả ta? Đúng rồi em. Dạ.
Ở đây thì nhà của mình là thiết kế theo cái phong cách cá nhân của mình đúng không chị? Đúng rồi em. Tại vì em biết là ở La Villa Queen City á, thì đa số là mọi người sẽ là thứ nhất là mình sẽ nhận nhà thô, sau đó mình làm thiết kế theo cái phong cách cá nhân của mình. Thứ hai là mình sẽ nhận nhà hoàn thiện luôn. Mình là nhận nhà thô đúng không? Đúng rồi, nhận nhà thô. Dạ. Cho nên là em thấy thiết kế ở đây khá là hiện đại luôn á, theo phong cách cũng khá là Tây đúng không chị? Đúng dạ. Nhưng mà cho em hỏi chút xíu nha. Lý do vì sao mà chị chọn La Villa Queen City? Lý do chị chọn cái khu này để ở là vì nó có nhiều tiện ích. Dạ. Giống như là có công viên nè, có hồ bơi, rồi nói chung là ở đây thoáng mát, với lại sạch sẽ, an ninh nữa. Tại vì nhà chị có ba bé đó. Dạ. Ở đây nếu như mà có con nít thì ở đây rất là ok. Dạ. Khi mà mình biết đến dự án nè, rồi mình mua dự án nè và mình dọn về đây sinh sống thì nó có đạt được như kỳ vọng của chị không? Như kỳ vọng của chị thì nói chung là được em. Dạ. Nói chung là chị rất là hài lòng. Cái giới thiệu mọi người là con tên gì đi? Con tên gì? Con tên Minh. Con Minh xinh quá, năm nay Minh nhiêu tuổi rồi? Con 5 tuổi. 5 tuổi hả? Con ơi, con ở đây con có thích không? Thích. Con có hay đi bơi không? Con thích hồ bơi không? Thích. Ừ, ở đây có đẹp không? Dạ thì ngày hôm nay khi mà em đến đây thì em thấy gia đình của mình đang rất là vui, rất là enjoy cuộc sống ở đây. Và để cảm ơn cho chị bởi vì chị đã lựa chọn dự án La Villa Queen City, thì trường Đức đơn vị phát triển dự án có một món quà để tặng cho gia đình của mình. Cảm ơn em. Đây. Em thấy là nhà của mình cũng đang hoàn thiện về nội thất, cho nên cũng đang thiếu một cái lò vi sóng đúng không? Dạ, dạ em gửi tặng. Chị đang thiếu nhiều lắm. Dạ. Hy vọng là với cái lò vi sóng này thì nhà mình sẽ có thật nhiều món ăn ngon cho các bé. Chị cảm ơn em và cũng cảm ơn tập đoàn Trần Khánh Đức. Dân giàu về ở rồi mà ở đây các hoạt động kinh doanh cũng đã bắt đầu. Vào một buổi tối đẹp trời, ngồi ở trong một quán cà phê ngay khuôn viên mà mình sinh sống, chỉ cách chỗ ở một vài bước chân, order một ly cà phê hay là một món nước mà mình yêu thích, tất cả những việc còn lại là thư giãn thôi. La Villa Queen City về đêm mang đến cho Dương rất là nhiều cảm xúc khác nhau. Chúng ta có thể nghe được âm thanh xa xa của nhạc nước hay là những màu sắc huyền ảo của cây Garden Bay ở phía sau. Và đặc biệt thì Dung cảm thấy rất là thú vị khi ở đây có cây cầu vàng cảnh quan dài lên đến là 1.000 mét. Cây cầu này bắc xuyên suốt qua dòng sông Vàm Cỏ Tây. Đây được ví như là một dải lụa vàng mang đến sự tài lộc và may mắn dành cho cư dân. Và Dung tin chắc rằng đây sẽ là một địa điểm check-in cực kỳ lý tưởng dành cho cư dân toàn thành phố.